Xe tải đang di chuyển trên quốc lộ gặp sự cố rơi hai bánh sau gây nên cảnh tượng kinh hoàng. Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa nhận được thông tin một chiếc xe tải phân khối lớn đang di chuyển trên quốc lộ bỗng gặp sự cố, vụ việc gây nên tai nạn liên hoàn. Theo thông tin nhận được, vào khoảng 12 giờ ngày 2 tháng 11, thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô tải loại trên 3,5 tấn biển kiểm soát 50H077XX do anh Phạm Cao C, sinh năm 1990, trú tại xã Tức Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc, Nam. Khi đến KM 787-350, xe này va chạm từ phía sau bên phải với xe tải loại dưới 3,5 tấn biển kiểm soát 75C097XX do anh Phạm Xuân M, sinh năm 1987, trú tại phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, điều khiển phía trước đang cho xe chuyển hướng sang trái. Sau khi va chạm, xe tải biển kiểm soát 75C097XX bị đẩy sang phần đường hướng Nam, Bắc, tiếp tục va chạm với xe tải loại dưới 3,5 tấn biển kiểm soát 75C096XX do anh Phan Cảnh Hát, sinh năm 1983, trú tại Phú Lương B, xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, điều khiển, đang lưu thông hướng Nam Bắc. Sau khi va chạm, xe tải biển kiểm soát 50H077XX tiếp tục đâm vào giải phân cách cứng giữa quốc lộ 1. Tại hiện trường, ô tô tải biển kiểm soát 50H077XX nằm bên trái quốc lộ 1, hai bánh trước văng khỏi xe, ô tô tải biển kiểm soát 75C097XX xoay ngược lại theo hướng lưu thông. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Trị, công an huyện Hải Lăng đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo lực lượng chức năng, cảnh tượng liên hoàn trên khiến tài xế điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 75C096XX bị thương, ba xe ô tô bị hư hỏng nặng. Hiện, nguyên nhân vụ va chạm giao thông trên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Theo luật sư Trương Anh Tuấn, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, tai nạn, sự cố khi tham gia giao thông là sự việc rủi ro, bất ngờ xảy ra khi phương tiện giao thông đang di chuyển trên các tuyến gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe con người, tài sản và phương tiện. Theo khoản 1 điều 601 mục 3 chương 20 Bộ luật dân sự năm 2015, luật số 91/2015 QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 thì nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thu giữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải vận hành, sử dụng, bảo quản, trông giữ, vận chuyển nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, theo khoản 3 điều 601 Bộ luật dân sự năm 2015, chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ trường hợp sau đây: thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Do đó, theo luật sư Tuấn, nếu không rơi vào các trường hợp trên thì tài xế xe phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại, tùy tình huống cụ thể mà xác định các thiệt hại mà mức độ thiệt hại cần bồi thường. Thiệt hại do sức khỏe bị ảnh hưởng theo điều 590 mục 2 chương 20 Bộ luật dân sự năm 2015 bao gồm chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại, chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị, thiệt hại khác do luật quy định. Cạnh đó, tài xế điều khiển xe tải còn phải bồi thường thiệt hại một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người bị thiệt hại gánh chịu. Mức bồi thường này do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá 50 lần mức lương cơ sở. Do nhà nước quy định, hiện là 1,49 triệu đồng trên tháng theo Nghị định 38/2019 NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019, được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2019.